Manulife Việt Nam vừa ra thông báo về việc tiếp tục giải quyết khiếu nại của các khách hàng SCB tham gia sản phẩm Tâm An đầu tư. Thông báo được đưa ra sau khi có gần 100 người làm đơn tố cáo, phản đối việc doanh nghiệp bảo hiểm này chỉ giải quyết những đơn khiếu nại về sản phẩm Tâm An đầu tư được phân phối qua ngân hàng SCB trước ngày 30 tháng 4. Theo đó, trong thông báo mới của Manulife, công ty bảo hiểm này cho biết, đối với các khiếu nại của khách hàng gửi đến sau ngày 30 tháng 4, doanh nghiệp sẽ tuân thủ theo quy trình đánh giá chủ động và nghiêm ngặt đã và đang áp dụng, sẽ liên hệ với khách hàng để thông báo ngay khi có kết quả đánh giá.